Sau khi cho đăng hai bài thơ của TTK hát, thì tuần báo tiểu thuyết thứ bảy có đề nghị tác giả cho biết rõ địa chỉ để gửi báo biếu, thì nhà văn Thanh Châu nhận được một bức thư ngắn nội dung nói: không muốn công khai chuyện tên tuổi làm gì, vì cuộc đời riêng tư éo le buồn khổ nên cô không muốn nói ra. Và TTK hát gửi thêm một bài thơ nữa, nhan đề là bài thơ cuối cùng cho tiểu thuyết thứ bảy, nội dung trách móc và có phần oán giận. Và bài thơ cuối cùng được đăng trên báo. Rồi cũng từ đấy, tên TTK hát tắt liệm trên thi đàn Việt Nam. Chúng ta nhận thấy cả bốn bài thơ của TTK hát là bốn dòng nước mắt trào tuôn trong những phút giây xúc động vì tan vỡ mộng tình. Trút ra được bốn dòng lệ, TTK hát như đã dơi được ngọn trào lòng, rồi nàng im bặt. Mà còn biết nói gì nữa đây, khi tất cả đã được nói lên hết rồi. Bài thơ cuối cùng là một báo hiệu của sự ráo lệ, một vết thương đã cầm được máu loang. Đến đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức thi phẩm thứ tư của TTK hát mang tên Bài thơ cuối cùng. Anh à, tháng ngày xa quá nhỉ, một mùa thu cũ, một lòng đau. Ba năm vì biết anh còn nhớ, em đã câm lời có nói đâu. Trách ai mang cánh tí gôn ấy mà viết tình em được ích gì. Chỉ có ba người được đọc riêng bài thơ đan áo của chồng em. Giết đời nhau đây biết không, dưới giàn hoa mau tiếng mưa rung. Giận anh tôi viết dòng dư lệ là chút dư từ nay anh hãy bán
để yên tôi với một mình. Những cánh hoa lòng đã ghét thì đem mà đòi lấy hư vinh. Ngang trái đời hoa đã úa rồi, từng mùa gió lành sắc hương chẳng buồn, những
dội hờn đón nhau bên đường tình mơ. Bài thơ của những mùa trăng đã tắt, ngày vui đã mất, chưa chan điệu buồn xót xa những giờ anh đã đem vào.